Xin chào mọi người nhá. Mình giới thiệu mọi người cái máy nghiền 1180 của Toàn Phát. Motor của Toàn Phát luôn nhá. Motor dây đồng 100% 2.2 này. Đây, motor của nó đây. Đó, ấy quá không nhìn thấy. Motor 2.2 tua nhanh. Đó. Máy thì lắp ráp sẵn cho mọi người luôn này. Đây đang nghiền ngô. Cái này test cho anh Ben ở đâu nhỉ? Anh Ben đâu nhỉ? Ở tỉnh nào anh Ben nhỉ? Cần Thơ. Đang test để cho anh xem, anh ở Cần Thơ anh xem. Trong đấy thì bởi vì là trong đấy là chăn nuôi là chủ yếu là lúa nên là anh ấy muốn nghiền lúa. Để bây giờ mình sẽ test thử luôn nhé, từ từ. Máy thì nó hoạt động, máy thì nó dùng dao. Đằng đầu là những cái dao này. Đó. Cái dao này bọn bên mình có luôn nhá. Đồ thì phụ kiện thì có sẵn luôn. Một bộ dao này của nó là 16 lưỡi à? Nó sẽ là 4 là 16 đúng 16. Rồi. 16 lưỡi là mình có luôn. Cái này nếu mà mọi người muốn lấy sơ cua bên mình cũng có sẵn nhá. Rồi. Nguyên tắc hoạt động nó chỉ đơn giản đấy thôi. Dưới là cái sàng. Cái sàng này thì có các cỡ sàng nhá. Bên mình có đầy đủ các cỡ sàng luôn. Nghiền vỡ, nghiền mịn đều có nhá. Giờ lại cắm điện thực hành luôn này.
này nó hút thẳng trực tiếp từ ấy lên luôn này. Cái này anh này, cái này nó hút trực tiếp từ máy lên này. À, từ hút nguyên liệu lên. À, phun ra cái ống kia. Alo, em nghe không rõ, chờ em điền xong cái này em gọi lại nhé. Nhá, nếu mà muốn mịn nữa thì em cho cái sàng mịn hơn. Nhá. Cái sàng này thì bọn em có đủ các cỡ đây này. À, từ từ em xem một triệu chưa hết. Đấy, mọi người muốn hai con ốc này là hai con ốc để giữ sàng này. Hai ốc này để nó giữ cái mép sàng này này. Đấy. Chưa hết. Kẹp vào cái mép sàng này. Rồi, còn cái này là cái sàng này mọi người không ấy thì mọi người có thể rút ra nhé. Rút ra cho sàng khác vào. Đó. Rồi cái sàng này thì nó có đủ các cỡ. Nhưng mà nếu mà sàng nghiền cái sàng mịn kia ấy thì mọi người phải cho nó ăn từ từ thôi. Đây cái sàng em có đủ các cỡ luôn này. Đủ các cỡ sàng luôn. Mịn, thô, vỡ đều đầy đủ.